Để đây. Em chỉ gấp thu được 4 năm. Em gấp được hơn 4.000 con rồi, tại em cứ đem con từ thiện như vậy đó. Thật là ý nghĩa. Thắng gấp thu. Nếu mọi người thấy cái hồi nãy mấy hai nói mà đúng không? Làm việc thiện không bắt buộc phải bỏ tiền. Tùy cách mọi người làm việc thiện thôi. Thật sự luôn bây giờ bé hai cầm mà bé hai không biết sao nó đã nó thiệt sự má. Trời ơi. Cần giờ. Hiền đấy. Đó kìa. Đây phải biết cái chu kìa. Đem gì qua cho chế hai vợ thú nhồi bông vậy nè. Thứ ba tuần sau á chị hai có cái chuyến đi từ thiện ở chùa Bình Đại Bến Tre trong cái chương trình thì bây giờ thư gọi tiền thì không có gì, thư gọi chỉ có chút những con thú bông rất là đẹp và xịn thôi. Thư hỏi thư tầm á, tại vì mọi người chắc cũng biết kênh YouTube mà thư hỏi là thần tầm gấp thú mà hỏi em thì chị thư hỏi của anh lòng nhiều thì thư hỏi đem qua toàn tất cả đảm bảo tất cả đều là đồ mới nha. Mới nha tất cả đều là đồ mới thú xịn hàng phục đàng hoàng luôn. Mớ mà thì em nhờ chị hai gửi cho mấy bé giùm em nha, em cũng muốn đi lắm nhưng mà thứ ba. Trời ơi, thật sự luôn bây giờ thôi. Tôi thoại rồi, chị đem vô phòng, chị để luôn cho chị bạn. Đẹp không mà chết rồi. Có đủ cho các bé không? Không, chắc là em phải... Em nghĩ là chị tổ chức trò chơi đó. Đi, có thể sao đó hay là ưu tiên cho những bé nhỏ nhất. Chị sẽ cố gắng, tại vì bé được bé không thì không thích như vậy. Chị thích là để đều luôn. Còn 80 con nữa chị sẽ cố gắng. Chắc là em cũng thông qua clip này chắc cũng phải xin có anh chị nào có thú nhiều bông. Có thú, thứ nhất là các anh chị nào có thú nhiều bông mà còn mới á thì mọi người hãy qua cho chị bé hai. Chị bé hai thứ ba tuần sau là ngày 30 tháng 6 du lịch. Dạ, chị bé hai sẽ đi chùa. Em đã từng đi chùa đó rồi. Em rất thương mấy bé đó. Nên khi mà em đọc được cái dòng thông báo chị sẽ đến chùa đó ơi Bình Đại Bến Tre. Em nói không. Em thấy trên điện nó chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Mấy cái thì nó làm sao? Cũ kỹ đó, nó tường lót bằng tôn, tường tránh đường mà lót bằng to, bằng tôn thì mọi người cứ nghĩ thì thực sự bây giờ những mấy con này mà mấy hai cảm thấy mấy hai vui á mọi người, chắc chắn mấy bé xuống dưới mấy bé sẽ vui lắm. Dạ, mấy tại vì á là thư loại to vậy, thư loại còn con nít lắm, thư loại rất là mê. Thì luôn giờ bé hai ôm vô lòng luôn á, trời ơi. Mà nó đều đều, cái cỡ nó đều đều dễ thương ha. Cỡ không luôn á. Nên tương quá nè trời. Tương quá trời luôn á. Chị nào mà nhà mình mà chưa cứu bông á mà còn bé nào mà còn mới cứu bông, bé cứu bông nào còn mới thì của ít lòng nhiều thì mọi người đem qua cho chị bé 2 bé 3 với quen còn thiếu 80 con. Giờ cho chị đỡ được không? Không. Chị đỡ cho cái con kia bỏ vô con này. Những con thú này thú xịn của Hàn Quốc không đó. Đẹp quá à. Đó chứ thật sự luôn á. Cảm ơn em nha. Dạ. Nói vậy từ sách tay Hàn Quốc về ông đó từ hồi rất là quý tất cả tất cả là đều em gấp được đó hả, em chơi em gấp được đúng đó rồi. Hả ai bây giờ chờ ở đây em cứ gấp thu được 4 năm, em gấp được hơn 4.000 con rồi và em cứ đem cho từ thiện như vậy đó. Thật là ý nghĩa. Thắng gấp thú. Nếu mọi người thấy cái hồi nãy mấy hai nói mà đúng không, làm việc thiện không bắt buộc phải bỏ tiền, tùy cách mọi người làm việc thiện thôi. Thật sự luôn bây giờ bé hai cầm mà bé hai không biết sao nó đã nó thiệt sự má. Trời ơi cần giờ hiền đấy. Đó kìa, đây phải biết Pikachu kìa, Pikachu kìa. Bây giờ còn có con mèo nó cái bay vô cái chụp đấy. Bé ba ơi, mất rồi. Tôi chỉ xin cái này rồi. Không được. Cho cái ở dưới rồi. Tăng nó giỡn thôi. Rồi anh làm hết rồi mọi người, đã mọi người thiệt luôn á, chắc chắn mấy bé dưới sẽ vui. Sao bé thằng như vậy? Giờ còn thiếu 80 bé. 80 bé. 80 bé đúng mà không nên bé. 80 bé bông nhưng mà bây giờ mà mấy ai xin thẳng thông báo luôn. Bé hai có một thông tin chỗ đại lý chỗ đề, bé hai mới vừa biết thì khoảng một con nó khoảng 10,000 thôi. Bé hai có muốn chung tỷ bé hai còn 80 con nữa, con không 10,000 thì gì vậy người ta chưa mấy đâu cho 20,000 con đi là 6 triệu sáu
bé hai cần 1,6 triệu để tặng những nhà bông. Tại vì mọi người cũng biết mà, thật sự luôn, con người lớn mà thích thú nhà bông nhất là con nít. Người ta bây giờ đã có 30 con rồi mà thích 80 con nữa thì em có em không? Bé hai cần 1,5 triệu. Mà ở đó các em đều nhỏ đúng không? Đều nhỏ hết à, đều thích gấu bông thì đó. Bây giờ có lớn cũng vẫn thích. Em rất là sợ luôn. Tính bản thân em nè, 30 mấy tuổi đầu dưới em thích kì, xây qua đi, xây qua hết đó, trong phòng góp con đi kìa. Ở nhà nhiều lắm. Không có con nói con không có được. Con nó ghê lắm. Con nó ghê lắm. Có được, con nó xài có được. Nên là không bỏ vô được. Còn mấy con bự bỏ vô thì nó sẽ bị chọi. Dạ, hiện tại là bé hai có hơn đó, chị biết chị sớm một thì à, mong mọi người cùng đồng hành với bé hai học thuật thoại đó, cùng đồng hành với bé hai rồi. Để anh Thuật ủng hộ 500k cho các bé nha, mua bông. Cảm ơn anh Thuật. Dạ, em cảm ơn anh. Xong rồi có ai ủng hộ thêm là còn 1,1 triệu. Rồi là còn 900. Rồi cảm ơn anh. Rồi còn 900 mọi người ơi. Dạ anh Sài Gòn Daily ủng hộ 500. Nhà anh có nhiều gấu bông lắm nhưng mà cái xì tai nó khác cái này quá. Nó bị chọi. Nó chọi. Cái gấu của anh nó bị lớn quá. Bị lớn quá thì thôi. Nó lớn. Chứ điều nó thích nó đều thì mấy bé sẽ không có ganh nhau. Tặng con nghe cho em bé hay vợ ở không có đâu, quan trọng là tấm lòng. Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thì hy vọng là mọi người góp góp thêm cho đủ để mà mua thêm 80 bé gấu bông. Thật sự luôn, nếu mà mọi người cứ nghĩ đi, đem cho sữa bánh kẹo cái đó là để cuộc sống, để sống hàng ngày thôi. Này còn đây là món quà tinh thần. Cưng quá. Em suy nghĩ nhiều lắm, mấy bé là kiểu mà sẽ thiếu thốn tình thương. Đúng rồi. Gia đình mỗi bé sẽ có một người bạn của nó hơn mỗi đêm. Đó, bây giờ mà bù đắp tình cảm vậy. Mọi người cứ nghĩ đi, thí dụ tới bữa đó đó mà mỗi ăn đi chung á, xuống phát từng em một túi giày bông. Mọi người nghĩ như thế nào? Hạnh phúc lắm luôn đó. Đó. Đủ xì tai ha, Pikachu mà đủ xì tai hết trơn. Mình còn đâu có mấy nó dễ thương gì đâu á. Thì còn như quên là còn như 900. Còn 900. Không, mọi người ủng hộ thêm 900 nữa để bé hai mua riêng chứ thì bao có là phần riêng nha mọi người. Phần riêng về món quà tinh thần cho các em. Đó là phần riêng còn 900 nữa nha. Còn cái phần kêu gọi mì gạo sữa bánh kẹo trai với tiền mặt thì đó phần riêng nha mọi người, còn đây phần quà. Sợ với là bé hai tham, bé hai không phải là quá sức nhưng tại vì cái số tiền đi. Mọi người cảm là bé hai cảm thấy là mình có thể quyên góp được nên bé hai xin thôi. Được giúp ra một người 50% quá bình thường, thật sự luôn. Hạnh phúc lắm mọi người ơi, cũng hy vọng bây giờ đi cũng muốn buông tay mọi người thế nào thích lắm luôn á. Nhưng mà không được. Mấy bé tội nghiệp lắm mọi người ơi, thật sự luôn á. Bây giờ mình bé hai đang suy nghĩ luôn, bé hai đang ảo cảm giác mà tao. Bữa đó mà xuống dưới mà như mấy em mà ẩm cầm mình nó cứ như bông. Hạnh phúc thế nào, chắc là mình sẽ khóc luôn á. Hồi nhỏ anh cũng thích mà có đời nào anh được đục với con gấu á. Hồi nhỏ không mấy em đã được. Nói chung là sứ mệnh của những bé tú bông này là đem niềm vui tới cho tất cả các thiếu nhi. Đây sứ mệnh của mấy bạn tú bông. Vậy nha chị. Rồi bây giờ là có gì bữa đó chị xuống thì chị gửi lời hỏi thăm của em tới cái bé thì mà em nghe chị sẽ là thầy. Ôi là em lát những cái bao to từ nhà qua em sợ gần chết và trời mưa nữa, em phải chờ hết mưa em mới dám đi, tại em không có muốn bất kỳ một không bất kỳ một con gì thì bất kỳ một thú con nào dơ mới hết 100% đó. Ồ mi đây đây con heo mà má của bé hai cũng thích con heo của mọi người thì cũng có thuốc cái này rồi mọi người các xem thì nhớ ủng hộ nha, nhớ ủng hộ bé hai hộp thư thoại về cái phần quà gấu bông cho nó đầy đủ thêm. Rồi cảm ơn mọi người, cảm ơn hộp thư thoại. Có niềm vui như vậy thì các bạn hãy ủng hộ quyên góp để mua thêm những thứ nhà bông nữa để tặng cho các bé nha. Vui ha. Vui.
vui. Tự nhiên thấy vui ghê. Tại vì hộp thư thoại vừa mới đón được tin vui là mình được vô top 12 Miss Loto và bây giờ còn phải đem niềm vui lại cho mấy bé khác rồi. Cảm thấy rất là vui luôn á, thật sự phải nói luôn. Rồi, em hy vọng là sau qua clip này lại sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân giúp đỡ cho em nghe. Xin chào mọi người. Anh chưa được bên anh từng hỏi à, đây là thông tin bé hay đang kêu gọi mọi người, thông tin đang bé hay đang kêu gọi mọi người vào lúc 30/6/2020 tức ngày mùng 10 âm lịch, cũng là ngày thứ ba. Hồi lúc 9 giờ nhóm bé hai sẽ tiến từ thiện. Xin các anh chị em mạnh thường quân gần xa hay phát tâm bồ đề vận động quyên góp để cho các bạn những đời bất hạnh có thêm một chút gì niềm vui trong cuộc sống. Thì địa chỉ thì lúc 9 giờ bé hai sẽ cùng các bạn hoặc là ai có tham gia cứ liên hệ với hai sẽ tới là tại chùa Giảng Đức. Tại chùa Giảng Đức, máy ấm Đức Quang, địa chỉ ấp 2, xã Tịnh Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Nhà mọi người, chùa nè mọi người. Đây là chùa bé hai đã đi một lần. Và đây là có cạc luôn. Và thông tin xuyên thọ của chùa. Hiện tại chùa đang nuôi 101 trẻ em mồ côi và tàn tật. Và bé hai mới kêu gọi có 2 ngày thôi, số tiền đã lên nhưng mà bé hai chưa động lại, thì bé hai sẽ đọc lại một lần nữa. Hôm qua bé hai chỉ đọc trên livestream thôi, thì bé hai đang đọc nữa, đọc tiếp cho mọi người sẽ thấy. Em Chanh Huỳnh 500, anh Châu Kiệt ở Philippines 50 USD, chú Văn Tị ở Mỹ 1 triệu, anh Vicky nước ngoài 1 triệu, anh Văn Hùng Nguyễn 1 triệu, em Nguyễn Chí Nguyễn 200, em tên Na 100, Lạc Âu Quang là hộp thư thoại mọi người. Đó là Âu Quang là hộp thư thoại, em đấy đang kêu gọi để tặng thú nhà bông. Trần Tiến Thanh 100k, Cơ Huân 200k, chị Lê Sơn 500, anh Hùng Lý là chị Hồng đó mọi người 500, chị Hải quận 5 500, anh Tùng quận 9 200 và Mr. BB 200. Đó thì bé hai sẽ kêu gọi mọi người, thì về hôm nay mới là thứ 6 thôi, cuối ngày thứ 2 bé hai sẽ tổng kết lại số tiền. Thì mong mọi người có yêu thương bé hai, cùng chung tới bé hai để làm những việc tốt, lá lành đùm lá rách, nhịn lại một ly cà phê sữa, một ly trà sữa, một món ăn vặt để làm việc tốt. Hai tin mọi người làm việc tốt, mọi người sẽ làm được việc tốt, sẽ gặp được nhiều người tốt và thương mình giống như với hai hiện tại. Đó là chị Nguyễn Phạm, anh Hồng Lý, chị Lê Sơn, chị Tâm, anh Bảo bên Úc, chị Vân ở bên Mỹ, hoặc là bạn Ngân ở bên Mỹ, anh Duy ở bên Mỹ, nói chung là nhiều đó. Thật sự nhiều lắm, hoặc là anh Gia Bảo, người sĩ Gia Bảo đó, cũng như là ở đây nè đó, những tin mà thật sự là anh Thuận Đại Lý, BB, người thứ hai, mọi người hãy làm việc tốt đi, mọi người sẽ gặp được tốt. Giống như số thứ hai cũng vậy, hai có nghĩa là cuộc sống này là toàn là người xấu không à, đó thì cứ sống xấu đi, không quan tâm tới cuộc sống hiện tại, không quan tâm tới ai, cứ sống cho bản thân mình. Bây giờ sao, sống là phải cho đi, đừng có nhận không, mình phải cho đi. Dạ, thì mong mọi người hãy phát tâm bồ đề, lá lành đùm lá rách để chia sẻ được nhân rộng ra, tấm lòng tin nhân rộng ra với hai tinh. Khi các bạn làm điều đó, các bạn sẽ được hạnh phúc thực sự. Mỗi buổi tối, hỏi anh Sèo Daily nè, hoặc là Mr. TV, mỗi lần mình cầm bịch sau mình phát cho người ta cảm ơn á, mặt đây à, mặt ra cười cái mình thấy cảm thấy hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc đúng không ạ? Vui lắm. Thì mọi người hãy thử đi, thử bữa nào đặt 2 cục bánh bao thôi,
không cứ mấy hai cái đặc biệt thôi, mọi người cứ đi giao đặt hai cái bánh ba, mọi người cứ sách tử một cái bánh ba, mọi người đi cho mọi người đi buổi tối hoặc buổi sáng buổi trưa thế nào đó tìm mọi người sẽ thấy hạnh phúc lắm, vui lắm mọi người. Và mong mọi người hãy cùng chúng ta với mấy hai và cầu mạnh với mấy hai, ví dụ cứ mấy hai mấy ba để ủng hộ mấy hai ba. Và mong mọi người hãy subscribe anh tí kênh Sài Gòn Daily Baby đó để được xem những cái điều, những tiêu đề nóng của những cộng đồng LGBT và những việc tốt, người việc tốt đây và người tốt việc tốt mọi người, để chúc mọi người bình an hạnh phúc. Cảm ơn.